Chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi cắm hoa nha. Và phân loại hoa hôm nay của mình sẽ bao gồm hoa cúc Hà Lan kết hợp cùng với hoa thực dược màu hồng. Mọi người cùng mình theo dõi hết video để xem sản phẩm của mình nhé. Và mình sẽ kết hợp cùng một cái loại hoa màu trắng với mọi người nhé. Mình sẽ cắm hoa thực dược trước nha mọi người. Hoa thực dược của mình thì có một tông màu sắc, đó là màu hồng rất là xinh các bạn ạ. Và lại hoa màu hồng này thì nó cũng có rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau nữa. Và những cái màu sắc như thế này thì các bạn cũng có thể lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng của các bạn và lựa chọn phù hợp với sở thích của các bạn nha. Rất là xinh. Một màu hồng rất là tươi mọi người nhé. Và mình đã cắm xong phân loại hoa thực dược của mình rồi các bạn nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ cắm đến hoa cúc Hà Lan của mình nha. Hoa cúc Hà Lan của mình thì có một màu nâu tây rất là xinh nha mọi người. Đầu bông của nó thì cũng khá là to các bạn. Và đây là những cái sản phẩm mà được bán rất là nhiều ở những cái cửa hàng mà người ta bán hoa giả, hoa nhựa, hoa điều khô trên toàn quốc mọi người nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể mua ở trên các trang thương mại điện tử như Shopee. Giá thành của nó cũng không chênh lệch lắm so với lại giá ở ngoài cửa hàng đó mọi người. Những mẫu hoa của mình thì nó cũng khá là to, nên là khi các bạn sử dụng để cắm hoa thì các bạn nhớ chọn những cái phân loại bình phù hợp với lại những cái bông loại hoa, những phân loại hoa nhé, hai tông màu sắc. Và đây là sản phẩm của mình các bạn nhé. Như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là một lọ hoa rất là xinh các bạn này, được kết hợp từ hai loại hoa với hai tông màu sắc rất là xinh. Các bạn có thể tham khảo mẫu cắm hoa này của mình dùng để cắm lọ hoa để bàn, để cô nhà, để cô tiệc, để cô sự kiện rất là xinh mọi người nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.